Platinum đẳng cấp mới. My life, my color. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Vẻ đẹp cuộc sống. Quý vị thân mến, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một chàng trai có ngoại hình sáng sân khấu, giọng nói truyền cảm và là một trong những MC đắt số nhất khu vực phía Nam. Anh dẫn rất nhiều chương trình, từ chương trình giải trí, game show và cho những đêm trao giải, chọn cuộc thi nhan sắc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh để xem bí quyết thành công của anh nằm ở đâu. Và người tôi muốn giới thiệu đến quý vị không ai khác, đó chính là MC Anh Quân. Anh Quân xin được chào Bình Minh và xin được chào quý vị khán giả của Vẻ đẹp cuộc sống. Anh Quân thân mến này, hãy chia sẻ với quý vị khán giả một chút là cái cơ duyên nào đưa anh đến với nghề người dẫn chương trình. Thực ra thì Quân đã tham gia vào công việc làm MC này, rồi cả hát nữa. Từ khi mà còn ở trong trường, khi đó thì Quân học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội. Và lúc đó là đã sinh hoạt chung về văn nghệ, thể thao, mọi thứ về văn thể mỹ đó. Là sinh hoạt chung với lại MC Thảo Vân, MC Lê Anh, chắc là Bình Minh biết đúng không? Từ lúc đó là đã ở trong trường là đã rất là tích cực, năng nổ trong các hoạt động như vậy rồi. Thực ra thì lúc mà Quân mới ra trường thì là cái ước mơ đầu tiên là làm ca sĩ chứ không phải làm MC. Nhưng mà sau đó thì có một cái dịp vô cùng tình cờ là có một người giới thiệu mình làm MC. Thế là từ đó là chuyển nghề luôn và không làm ca sĩ nữa. Anh có cảm thấy tiếc nuối không? Ở trong trái tim mình lúc đó thì mình muốn là mình làm ca sĩ cơ. Tại vì Quân đã định là thi vào trong trường trường nhạc rồi, học khoa thanh nhạc rồi. Nhưng mà lúc đó thì tại vì là hồi đó đi hát rất là cực, chứ không có như bây giờ. Bây giờ thì các bạn trẻ có rất là nhiều cái phương tiện truyền thông, nhiều sân khấu, nhiều tụ điểm, nhiều chương trình để các bạn tham gia. Nhưng mà ngày xưa thì hồi mà Quân còn học trong trường là Quân đi hát là gì, mình biết không? Đi hát ở các cái tụ điểm sinh viên, hát ở những cái quán bar nhỏ nhỏ cho sinh viên. Thì vừa hát vừa dẫn chương trình như vậy, một đêm từ 8 giờ đến 10 rưỡi tối, tức là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà vừa hát vừa làm MC, rồi vừa giới thiệu cho khách hát nữa, rất là cực. Mà một đêm như vậy chỉ, Quân nhớ chỉ khoảng độ được 50-70 ngàn thôi. Mà trong khi đó thì mình đi làm MC thì mình chỉ làm từ 9 giờ đến 10 rưỡi, tức là thời gian thì nó ngắn hơn một nửa, mà cái mức lương thì nó cũng xem như nhau, mà lại đỡ cực hơn, tức là chỉ có ra dẫn xong lại vào ngồi nghỉ, xong lại ra dẫn và ngồi nghỉ, không phải vừa hát vừa làm MC như thế. Nên là lúc đó là Quân đã quyết định Quân chuyển hướng luôn. Vậy anh còn nhớ cái buổi hành nghề đầu tiên của mình không? Cái lần đầu tiên mà Quân làm MC chuyên nghiệp là vào năm 2001. Khi đó là Quân mới là sinh viên năm tư đại học thôi. Và một người giới thiệu cho Quân là làm MC ở một cái phòng trà. Cái ngày đầu tiên đó, tới phòng trà làm MC từ 9 giờ đến 10 rưỡi, giới thiệu cho 5 ca sĩ hát. Và cái mức lương hồi đó Quân nhớ là 50 ngàn. Quân vẫn nhớ. Và kể từ cái ngày đó là cái ngày định mệnh đó, đêm định mệnh đó, là chuyển hướng luôn. Tức là coi như là giã từ sự nghiệp ca sĩ luôn và chuyển sang MC luôn. Theo anh Quân thì đối với một MC, ngoài ngoại hình này, kiến thức và phong cách của mỗi người thì bên cạnh đó thì còn cái yếu tố nào để tạo nên thành công của một MC chuyên nghiệp? Quân nghĩ là một người MC có thể nói là chuyên nghiệp và đẳng cấp là một người mà phải hội tụ rất là nhiều yếu tố. Bởi vì MC hay bị soi lắm. Ví dụ như này, ca sĩ thì thường thường họ lên họ hát một bài thôi. Thì với cái sự hỗ trợ của vũ đoàn với âm thanh ánh sáng này kia thì có thể họ hát tranh phô một chút xíu hoặc là quên lời chút xíu thì cũng có thể lấp liếm được. Nhưng mà MC thì gần như là hay bị mọi người soi, bị khán giả soi. Tại vì là bản thân khi mình làm, mình phát ngôn hoặc là khi mình đứng trước máy quay là tất cả mọi bản chất của mình hoặc là mọi cái tính cách của mình nó sẽ được lộ diện rất là nhiều. Thì Quân nghĩ rằng là một người MC cần rất là nhiều yếu tố. Thí dụ như là ngoại hình là đương nhiên rồi, phải đẹp trai cao to như là Bình Minh chẳng hạn, đúng không? Rồi về kiến thức, mình phải có một cái kiến thức nền tảng về mọi lĩnh vực trong xã hội, trong đời sống. Rồi mình phải có một cái phong thái tự tin. Rồi Quân nghĩ rằng là bên cạnh đó thì cái kinh nghiệm và cái thâm niên của mình là một điều vô cùng quan trọng. Thí dụ như một người MC mới vào nghề thì cái việc xử lý tình huống, xử lý những cái sự cố trên sân khấu trong mỗi chương trình nó sẽ yếu hơn, non hơn rất là nhiều so với những cái bạn mà đã làm lâu rồi. Thì khi mà mình làm lâu, mình có kinh nghiệm rồi thì giống như là trăm hay không bằng tay quen á. Mình làm lâu rồi thì bất kỳ một cái tình huống nào mình cũng có thể dễ dàng mình xử lý được và mình có thể cho qua để cho mọi người cảm thấy rằng là mặc dù là có sự cố nhưng mà chương trình nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là êm xuôi. Một sự cố nào anh đã từng gặp? Có chứ. Rất là nhiều những cái tình huống dở khóc dở cười, những cái sự cố khác nhau. Thí dụ như bản thân mình, nhiều khi mình đứng ở trên sân khấu mà mình không có để ý được đằng trước đằng sau. Có khi mình cái sân khấu nó có bậc, mình bị vấp té là chuyện bình thường. Hoặc là thí dụ như là khi mà mình đi dẫn chung với một người MC nữ đi, mà bạn ấy mặc một cái đầm
hay là một cái áo dài mà cái đuôi nó dài quá, mình đi ra mà mình đi sau bạn ấy là coi như là mình giẫm phải cái tà áo, cái váy của bạn ấy chẳng hạn, là coi như rằng là hai bạn là chơi với luôn. Nhiều khi là chính bạn nữ đấy cũng bị chơi với luôn. Hoặc là thí dụ như Quân hay dẫn mấy cái chương trình mà người đẹp này, hoa hậu này, thì thực sự là các bạn thi hoa hậu hoặc thi người mẫu này, các bạn ít khi nào mà có cái cơ hội để mà đứng trước đông đảo khán giả để mà phát ngôn. Cho nên là thường khi mà các bạn đứng như vậy thì các bạn rất là run, rất là khớp. Và mình thường xuyên phải là cái người đỡ cho các bạn. Nhiều khi các bạn có thể các bạn run quá, các bạn quên mất những kiến thức cơ bản chẳng hạn như vậy. Hoặc là các bạn đứng chết chân luôn, không biết nói gì cả, tức là chỉ biết là kính chào quý vị khán giả xong là ngưng luôn và không biết nói gì cả, thì cái người MC phải là cái người đỡ cho bạn ấy và tạo cho các bạn ấy cái cảm giác là bình tĩnh trở lại, tự tin trở lại để có thể chia sẻ được. Nói chung là có rất là nhiều kỷ niệm vui buồn mà Quân nghĩ rằng là chính cái nghề MC đã mang lại cho mình và mình sẽ không bao giờ quên được. Vâng, và một cái bí quyết nào để tạo nên một MC anh Quân có một phong cách hết sức là riêng biệt khi đứng trên sân khấu, hoặc chỉ cần cất tiếng nói lên thôi người ta biết đó là MC anh Quân này? Thực ra thì hồi mà Quân mới năm tiến từ Hà Nội vào Sài Gòn thì Quân cảm thấy vô cùng là hoang mang, bởi vì là khán giả miền Nam thì họ đã rất là quen với những người MC giọng Nam Bộ rồi, mà Quân thì là một trong những cái người giọng Bắc vào Nam khá là sớm giống như Minh. Thì lúc đó Quân đi làm thì Quân cũng chỉ biết là làm hết bằng tất cả cái khả năng của mình, bằng cái tâm sức của mình thôi. Nhưng mà Quân cũng sợ một điều là gì, là khán giả miền Nam họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một MC giọng Bắc. Nhưng mà cũng rất may là Quân được trời phú cho một cái chất giọng. Chất giọng này thì ngoài cái chuyện là cái bản năng của mình ra thì mình cũng có một thời gian là đi học thanh nhạc. Thì chính cái việc học thanh nhạc đấy lại bổ trợ cho Quân rất là nhiều trong cái việc là gì? Trong cái việc là khi mà mình phát âm á, mình sẽ nói rất là tròn vành rõ chữ, hoặc là mình biết cách lấy hơi, mình biết cách nén hơi làm sao để cho mình không bị mệt trong khi nói, hoặc là làm những cái chương trình mà sôi động, trẻ trung. Bản thân cái chất giọng của mình thì khá là trầm ấm. Và khi mà Quân vào Nam thì có lẽ là do những cái sự mà thẩm thấu một cách tự nhiên về ngôn ngữ, về văn hóa, nên là cái giọng nói của mình được khán giả miền Nam họ chấp nhận. Thì Quân nghĩ rằng là đó là một cái yếu tố quan trọng nhất của một người MC. Bởi vì người MC có thể là không đẹp lắm, có thể là không cao to lắm như Bình Minh chẳng hạn, nhưng mà cái giọng hay, cái chất giọng mà truyền cảm, mà đưa được đến với trái tim của khán giả, đến với người nghe, chinh phục được họ, thì Quân nghĩ rằng là đó là một cái yếu tố tiên quyết trong nghề MC. Cho đến bây giờ với hơn 10 năm trong nghề rồi, đến khi về đứng trên sân khấu, đứng trước chương trình truyền hình trực tiếp thì anh còn bị áp lực nữa không? Thực ra thì mỗi một chương trình thì sẽ có những cái áp lực khác nhau. Và đến tận ngày hôm nay khi mà Quân đã đứng ở trên sân khấu hơn 10 năm rồi, nhưng mà có những cái chương trình lớn chẳng hạn, mình vẫn có một cảm giác hồi hộp. Thực sự là như thế. Nhưng mà Quân nghĩ rằng là đó là những cảm giác rất là dễ thương và rất là thú vị. Bởi vì nếu như mình không còn cái cảm giác hồi hộp đó nữa thì giống như là mình bị chai sạn cảm xúc rồi. Và mình đi ra sân khấu thì giống như một cái máy. Và Quân không muốn rằng là mình trở thành một cái máy. Và Quân nghĩ rằng là mình hồi hộp nhưng mà cái hồi hộp đó, cái cảm xúc đó nó rất là thật. Và mình làm sao đấy để mà mình chế ngự được nó, và mình sẽ mang cái cảm xúc đấy đến cho khán giả như là những gì mình đang suy nghĩ ở trong cái tâm trí của mình, thì Quân nghĩ rằng là đó là một cái rất là thú vị. Mẹ ra ngồi đó, nước mắt không còn rơi. Cha ra ngồi đó, mắt kia nhìn xa xôi. Ngày xưa ai sống cho bao người, mà giờ đây ơi. Vâng, anh Quân thân mến, với khối lượng công việc nhiều như vậy, dày đặc như vậy thì anh cân bằng nó như thế nào lại ạ? Thực ra thì Quân luôn luôn phải sắp xếp mọi lịch trình của mình rất là khoa học. Bởi vì nếu như mà mình dành quá nhiều thời gian cho công việc ấy, thì mình rất là dễ bị stress. Mà Quân nghĩ rằng là mình cũng đồng cảm với Quân, đúng không? Bởi vì Quân thấy rằng là mình cũng suốt ngày đi làm MC này, rồi diễn viên này, quay phim này, đóng kịch này. Thì đối với Quân thì Quân luôn tận dụng hết những cái khoảng thời gian trống của mình để mà làm những cái việc mà trong những lúc mình bận rộn mình không làm được. Thí dụ như là gặp gỡ bạn bè này là một cái điều rất là quan trọng. Gặp gỡ những người thân này. Rồi Quân luôn luôn phải có thời gian để mình tập luyện thể thao, hoặc là những cái lúc mà mình có thời gian rảnh thì mình sẽ đi du lịch để mà giống như là tái tạo lại cái năng lượng và cái sức sống cho mình. Thế còn thời trang của MC anh Quân?
thời trang ở đời thường và thời trang trên sân khấu? Thường thường ở trên sân khấu thì mọi người vẫn quen thuộc với Quân là mặc vest này, hoặc là mặc sơ mi, hoặc là mặc áo dài thôi. Thì Quân cũng có được cái sự hỗ trợ của một số những cái nhà may, họ cũng đã hỗ trợ và họ tư vấn cho mình để làm sao đấy để mình có được cái những cái bộ trang phục mà phù hợp với cái chương trình của mình dẫn. Quân rất là thích mặc áo dài truyền thống của Việt Nam, bởi vì Quân thấy rằng là vest thì nó quá quen thuộc rồi, dường như là lần nào ngày nào mình cũng mặc vest rồi, nhưng mà áo dài thì chỉ có ở Việt Nam mới có, mà nhất là cánh đàn ông thì đâu có nhiều cơ hội mặc áo dài đâu, đúng không? Đôi khi là chỉ có ngày cưới thì được mặc áo dài thôi, đúng không? Ngoài ra thì như mình thì có những cái chương trình mà mang tính chất mà văn hóa dân tộc, những cái chương trình văn hóa cổ truyền một chút xíu, thì mình được mặc áo dài đội khăn đóng, rồi cùng với bạn nữ cũng mặc áo dài khăn đóng luôn, thì Quân cảm thấy rất là thích, rất là thấy thú vị, bởi vì là đó là một cái niềm tự hào của người Việt Nam mình. Và đâu có phải là chỉ có phụ nữ mặc áo dài mới đẹp đâu, đúng không? Cánh mày râu mặc những cái áo dài của nam cũng rất là đẹp. Đó là cái trang phục ở trên sân khấu, trong các chương trình. Còn ở ngoài đời thường thì Quân rất là thoải mái. Quân thích mặc đồ jean, mặc áo thun, thậm chí là nhiều khi nóng quá mặc quần sò cũng được. Làm sao đấy để cho mình cảm thấy cực kỳ thoải mái. Và đương nhiên là mình cũng không thể nào mà thoải mái quá được, bởi vì sợ đi ra ngoài đường mà mặc đồ mà thoải mái quá hoặc là hở hang quá thì cũng hơi bị kỳ, đúng không? Nhưng mà Quân rất là phân biệt rất là rõ ràng giữa trên sân khấu và ở ngoài đời. Làm sao đấy để mà sân khấu thì mình rất là chỉn chu, nhưng mà ngoài đời thì mình cũng thoải mái như một người bình thường, rất là đời thường thôi. Chứ nếu như mà ở ngoài đời mà mình cũng phải khoác lên mình những cái bộ trang phục mà nó quá cầu kỳ hay là quá trịnh trọng thì Quân cảm thấy vô cùng là mệt mỏi. Nên là những lúc nào mà rảnh rỗi đi chơi với bạn bè là thoải mái, quần jean, quần sọc, áo thun là mình cảm thấy rất là freestyle và thoải mái. Anh chia sẻ đôi chút về cái kế hoạch hoặc là những cái dự án nào của anh cho đến sắp tới. Quân thì chủ yếu thì Quân vẫn làm công việc của một người MC. Đó là cái công việc mà Quân đam mê nhất. Và dường như đó là một cái cơ duyên, là cái nghề nó chọn mình. Chứ thực ra thì khi mà hồi mình trong học trong trường ấy, thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm một MC chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà Quân nghĩ rằng đó là nghề và cũng là nghiệp của mình. Thì công việc chính của mình vẫn là MC. Ngoài ra thì Quân cũng đang tham gia để làm biên tập cho một số chương trình, cũng như là tham gia để mà tổ chức một số những cái sự kiện. Thì Quân nghĩ rằng là tất cả những công việc đó nó liên quan đến cái việc của mình đang làm về truyền thông, về PR, về marketing. Những cái đó là những cái mà mình có những cái kinh nghiệm nhất định trong cái công việc đó. Thì Quân cũng đang hợp tác với một số những cái người anh em, bạn bè, đồng nghiệp để mà thực hiện những công việc như vậy. Một điều nữa mà mình đang thắc mắc muốn hỏi anh, tại sao anh lại chọn nơi này là cái nơi thường xuyên anh đến? Quân rất là thích những cái quán cà phê mà có khuôn viên. Khuôn viên ở đây là những cái cây xanh, những cái hoa lá, rồi những cái tầm nhìn mà như Minh thấy ở đây, cái tầm nhìn đi ra rất là thoáng. Thực ra thì ở Sài Gòn ấy, thì cuộc sống nó quá tất bật, và dường như mọi người lúc nào cũng rất là cập rập, rất là chạy ra ngoài đường lao thật nhanh rồi đi công việc này kia. Mình không có thời gian để mà mình lắng lòng mình lại, mình có những cái suy nghĩ và chiêm nghiệm cho mình. Nên là nhiều khi có những lúc mà rảnh rỗi hoặc là những lúc mà gặp bạn bè thì Quân hay chọn những quán cà phê như thế này, để mình cảm thấy rằng là mặc dù giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt như vậy, nhưng mà mình vẫn có một cái khoảng không cho riêng mình. Và đôi khi mình phải có những cái lúc như thế để mà mình nhìn lại cái chặng đường mình đã đi qua, để mình sẽ hướng đến cái chặng đường tiếp theo, xem là mình nên tiếp tục như thế nào và mình nên sẽ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống ra làm sao. Vâng, xin được cảm ơn MC anh Quân đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện vừa rồi, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin gửi tặng anh món quà của nhãn hàng Sơn Michael. Anh Quân cũng xin được cảm ơn Bình Minh và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ hiểu được những cái sự khó khăn vất vả của một người MC, để chúng ta sẽ luôn luôn dành những cái sự quan tâm và yêu thương cho những người MC như là anh Quân và Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn anh, và cũng xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Platinum đẳng cấp mới. My life, my color.